quá lớn các bạn ơi. Đây là một trong những chiếc tàu biển rất là lớn để đi vô cặp sỏi nha các bạn. Biển đi quá trời nhanh nha các bạn. Kiên Giang. Tàu này giống tàu Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Bình Trung. Kiểu này giống rất là giống kiểu của Bình Trung nha các bạn. Nhưng mà mang biển số Kiên Giang. Này đi cào nè, cào tốc độ quá vậy. Chở quá khẩm các bạn ơi. Chiếc xà lan 3 phút này của An Giang như vậy nè các bạn. Chiếc này là có thể là An Giang, Kiên Giang các bạn ơi. Quá gió, quá gió. Trời lãi nhiều ghê trời, chen luôn. Cái chiếc ghe biển nó đi ngược lại nha các bạn. Quá xong. Xà
làng dòng cục. Quá chạy à. Cái vỏ này nó chở đò các bạn, chở đò mà nó chở thêm cái chiến dịch quá trời lớn ở phía trên này. Quá trời. Rồi trời. Quá bự luôn. Đi ghe lâu quá không có lên bờ rồi đứng với ghe tập thể dục luôn nha các bạn, ngồi ghế cho không có độc. Chào các bạn nha, hôm nay cùng xem những chiếc xà lan và các cái ghe thuyền nó đi trên một con kênh rất là nhỏ các bạn. Trời mưa quá lớn, hôm nay là vô bão rồi nha các bạn. Các cái nước ở thượng nguồn bây giờ đổ về rất là nhanh, nước cao rất là cao các bạn. Nhà cửa ở đây các bạn thấy là nó muốn ngập hết trơn rồi, lành láng hết trơn các bạn. Đây là có một chiếc tàu biển này. Về.